pha kem gì mà ở ngăn nhà không? Thì nó chỉ vậy nè. Vì mình kinh giống lông be ngăn quá à. Đây nha, chỗ trắng. Đây pha cho. Vì mà chỗ trắng chỗ đen hả? Nhìn mà có anh siêu bán như chỗ tám. À. Như lông be. Thôi đây tôi tự hai cho. Lẹ đi Yến nha nhờ. Cái này cô nghĩ hả? Nhỏ nhỏ thôi. Trời ơi, cái này nó bán. Bán rồi bữa giờ nó báo cha con mình quá, giờ cha con mình mới chơi lại chứ. Ủa sao nó kỳ vậy ta? Sao nó không thấm gì chứ nè ba? Dính mặt nó không thấm. Nó chơi bay á. Chơi bay tao đồng hồ quá. Anh hết mặt rồi. Mới ăn chọn được con thao kèm cô bí chứ nha. Bụng lâu nữa. Nhìn mặt anh ta giống mặt Doraemon. Đây, cái này là mật ong cả nhà. Thơm á, kèm thơm á. Mật ong nguyên tảo cả nhà ơi. Đó, cô chú anh chị nào đang có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên tảo á, một cái hũ như này là hơn 1 lít nha cô chú anh chị. Thì cứ alo cho Hải Ca nha. Đó. Tại vì Hải Ca anh hai mới lên trên chạy ong cả nhà. Ginh mấy cái hũ như vậy nè. Đó. Cái này cắn vô cái là béo ngay luôn á. Mật ong mật một cái nè. Còn con cũng này nữa luôn thấy không? À, con nguyên nhộng luôn á. Con nè. Trời đất ơi là trời. Trời ơi. Gì nữa rồi ạ? Cho má thôi. Má thôi đi. Thay giống con ma quá vậy. Nhanh đi con đi giao mật ong cho người ta nè. Thấy được đâu mà hả? Này tí xíu nữa Hải Ca sẽ đi ship hai hũ mật ong này cho cô chú anh chị ở khu vực Hải Ca nha cả nhà. Quý một cô chú anh chị nào cần sử dụng mật ong tảo nguyên tảo như này thì cứ liên hệ số điện thoại cho màn hình cho Hải Ca hoặc là Yến báo. Đó thì cái sẽ ship tận nhà nha cả nhà. Yeah. Đúng rồi. Thay vậy hả? Trời ơi biết chừng nào kem đâu đủ mà thay đợi. Ba thay gì dương chó táp vậy, ba kêu con chó táp. Từ từ ta đánh nha. Ta thấy mẹ mà đánh lìa mà. Ủa sao xấu dữ vậy? ta xích kem đẹp, mình xích kem xấu dữ vậy. Xích kem chứ phải xích kem kem cậu gâu đâu, ba xích gâu ba không vậy? Nó ta đánh vậy hả? Phải không? Bây giờ là... Điện đánh nhập. Đi rồi. Bây giờ hai với ba thôi kem xong rồi em đặt ở nhà, bây giờ em đi giao hai hũ mặt nha em. Đúng rồi đê quá. Đó, nào. Ôi, dặn nắp kỹ lên giùm em cái. Giờ sẵn dở ra cho bà con cô chú anh chị coi đây. Ôi mặt nè. Ôi mắt nét luôn. Đây mặt nha cả nhà. Cái này sao? Thơm quá. Hơn cái này, cái hũ này là hơn 1 lít nha cả nhà. Thì để hôm nào Hải Ca có thời gian, Hải Ca sẽ quay chi tiết Hải Ca khui một hũ như này ăn cho cô chú anh chị coi nha. Trời ơi, gì tới gớm vậy trời. Cái mặt này là mặt nguyên tảo nha cả nhà. Hơn 1 lít mặt ông của mình nha. Đó, cô chú anh chị nào có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên sáp mà để làm thuốc nữa thì cứ liên hệ cho Hải Ca. Mật gừng cũng có mà mật nuôi cũng có nha cả nhà. Thôi bây giờ em đi đặt cái góc quay rồi đi ra ngoài chứ. Giang tùm lum, quyến tùm lum vậy. Tí quay lại cái đi. Đâu? Đổ đây. Em thơm quá hả? À. Giống con tròn quá vậy ba. Hả? Rồi làm gì? À biết. Sức kem vô làm gì vậy? Ok, hồi đi em ra coi tí xíu nữa, Yến báo ra là tới một chuyện liền. A few moments later. Ủa, ba báo rồi, kêu nó đi giao mật hả? Lấy bọc bỏ vô. Anh cho con mày làm gì vậy trời? Hả? Ôi, lấy cái dám lấy kem mà nhấn hay gì vậy? Kem mà thấy nó bỏ dưới mà. Kem gì cho bỏ? Ừ, ba. Em biết thấy bỏ dưới đất. Trời đất ơi, hai cha con nó bộ gì? Bộ tính làm bóng rồi gì mà tha kem vậy không dạ? Xích thử coi nó thơm không? Kem nào cũng thơm. Ừ, báo cũng như là nó đền mày xích mẹ mày luôn. Nó báo không được, con báo nó không được hả? Đây còn dặm cho một miếng. Thôi phai chết mà đặt, phai chết mà đặt. Ai mà tha kem gì một lớp rồi trời. Kem lớp cho xích cho đều cái chân mày đồ ra xích gì mà
ba sức làm sao hả? Đó ba sức vậy rồi, để ba chỉ con sức á. Nè để sức ba mày đâu mày mày trời tao mới sức chứ nào. À, chết ba hai kem hai gì nè khủng quá. Trời đất ơi thằng kem trong mắt xa nè tao hai nè thằng ma anh ta gì thì quẹt quẹt quấn ra nó chửi mày biết mẹ mày làm này ba quẹt đi miếng ngon quá không chửi ba đâu. Có gì nó chửi luôn cái bà luôn. Bà cũng có sức. Bà cũng có sức không mà. Dạ con cũng ai mà sức thêm kiểu này. Chứ sức gì đâu. Chứ ai biết sức thêm. Ừ để vậy đẹp mà. Thêm này xài hay tiền mày ha. Chứ con mà ngồi đây lấy cái hũ kia ra ra xài. Hũ nào đó. Sức một cái trắng bóc luôn rồi mẹ. Mà nó cứ tiếp tục mắc cười. Sao có mặt mẹ mắc cười vậy? Trời gì cha con nó đẹp lắm. Ai cho con nó đẻ gì đúng thò dạ. Ủa sao cái kem của em ra sức vậy? Thì mình thấy nghe thôi giới thiệu kem này ngon thơm ngon lấy kem mày sức hết rồi mày đứng đó mày cười sức trắng nhanh lắm trắng nhanh nè ơi cái mặt cũng hay sức vô trắng liền luôn hình như mấy con hề hình như mấy con cộm đó chứ mấy con hề gì. Hai kem lấy đâu vậy? Còn mày chứ đâu. Trời đất ơi, sao lấy kem của em vậy? Trước nhà này ai có kem? Chết rồi, không được rồi. Sao mày hỏi, hồi nãy mày nói hô kem của mẹ. Của mẹ đâu? Kem này hai lấy đâu vậy? Không mẹ. Lấy như hộp tủ hả? Ừ. Chết rồi, kem này hết hạn nhưng để riêng ngoài á. Kem này hết hạn nhưng để riêng ngoài á. Hết hạn là sức có sao không? Sức lột cho mặt hết chứ sao, tự nhiên sức lên nó bị dị ứng da đó. Ủa, đi rút cửa rồi. Bà mẹ thằng hải ca nó báo rồi, chứ nó kêu đi sức đi. Kéo hết hạn rồi. Lát cha con mày đúng rồi hả? Sức đi lấy miếng không hả con? Chùi cho hết chưa vậy Yến? Ủa sao rửa nó không gà kỳ vậy? Hết chưa? Ủa hai lấy sao hai không nói em vậy? Em lấy kem kia cho sức. Chỉ chương máu đẹp anh à, nói sức. Cái kem này bị hết hạn rồi, kem này 2023 rồi. Hết chưa? 23, 24 gì? Em mà làm như có mỡ gì nè. Sao rửa nó không nè? Vậy chị rửa bẩn gì? Ai mà ta kem mà xứng cục trống rồi sao mà rửa? Thì ta đen, xứng cục trống. Mẹ giúp gì con giúp mang đi canh. Mẹ không mang ra canh nữa. Mày ra Vũng Tàu không đứng vậy người ta cho tiền luôn nè. Đi đứng đi. Chú ơi lại không nói gì em vậy? Nói mày lấy làm gì? Lấy nó sức mày ứng cho mặt đó. Mẹ đi rửa mặt đi mẹ. Không mày trắng thiệt á. Mày không mày tha ra chi vậy? Trắng mày rửa cái kem này á. Còn chùm lum đây nè ông ơi. Cái kem này á là để rửa nhiều lần. Để trộn những cái loại kem kia vô mới thành một thủ, tự thành là kem trộn. Quá hay luôn chứ. Trời ơi rửa gì cái mà cái kem thì hết hạn em bỏ qua tủ riêng rồi. Bây giờ rau ông còn trắng còn đen rồi. Nó miệng luôn rồi. Trời. Sao ông đi rửa cái mặt cho hết đi, nó bị dị ứng mày thấy mẹ mày nó. Nó không ra. Ra ta rửa vậy nè, lấy xà bông ta để vô ta rửa. Xà bông nữa hả? Rửa chị xong rửa chén được. Đi rửa đi. Ghê quá bà. Xíu nó dị ứng đó, nó nở mụn. Ủa tao sao thấy người ta sức kem đẹp mà mình sức dị ghê hả? Vợ con thấy vợ con quýnh con chết. Nó đâu có biết nhìn ra đâu mà. Mày sức gì mà lên tới cái đầu trọc mày luôn vậy? Mày sức gì mà lên tới cái đầu trọc mày luôn vậy? Trời đất ơi là trời. Thôi rửa. Thôi nó đi rửa nằm đâu ông ơi, cũng trắng cũng đen chứ mà. Đi rửa đi. Rửa xong đi rồi mẹ em nói chuyện hai nghe này nè. Ủa sao nó kỳ của ta nó không ra chứ nhỉ? Người ta sức lớt qua mà sức gì mà một thủ mày ịnh lên mà lấy đâu mà kỳ. Ôi anh lên sợ bóng luôn hả? Vậy mình vô mà không đỡ mày cho nó thơm. Bà phải chí hoài. Phải như vậy mà uống sữa hết chưa? Rửa mà không thấy đường không? Rồi hết rồi đó. Đi xà bông vô rửa. Để bà rửa chén được không mẹ? Sao bà rửa chén gì giả không? Có này vậy? Ông ơi, ta có cái gì? Có cái gì? Cái bằng giả. Để rửa mặt gì ta rửa ông ơi. Xà bông mi giả. Chứ mà lấy bằng trà trà hả? Trời ơi. Chế đi xà bông ơi, mày rửa lại nha. Đúng rồi.
rửa nhí rửa càng ngày càng nhiều hả? Rồi luôn hết thủ sao bọc luôn cái đầu á rửa ngay từ cái lỗ tai nữa. Ừ đừng quá chạy chết miếng thanh nó đây má thằng anh ca này nó báo mà nè lấy cái bị mà cái bùi nhồi gà mưa ba mẹ ơi hết rồi ở đây nè còn lúc đó trên cái đầu luôn đây nè mỡ ác nè ông ơi còn cái đó cho em nói nghe này nè chấn động lắm nè. Mệt quá. Mày ai mà dứt em mà dứt thì cục không biết không tà lanh tà lẹ. Cái gì nữa? Trời ơi, từ mép tay còn ổng sức gì nặng cái mặt chết mà. Không, rửa sạch rồi của thương máu đi thấy ghê hả? Của mẹ thấy ghê hơn con nữa kìa. Mặt mặt sơn giờ giống giống cho đốm quá. Thôi chứ kem này không có hết hạn. Vậy? Kem này cũng đang bán bình thường mà. Trời ơi, nói hết hạn. Tại anh hai chồng con nên cũng chọc lại. Báo quá Yến ơi. Mày báo quá Yến ơi. Nữa gì mép tay cái đầu tóc còn mày trang nè. Mẹ ơi, mặt bà nữa kìa. Mặt mẹ như cái mặt cái con gì hai con. Những cái xác chết vậy. Hai con đi với Dương Dương hai con gì á. Ai có bà tha đâu. Hát bạch chú thường vậy. Trời ơi, lỗ mũi này còn. Nhìn ai ngay xác chết vậy á. Ra mặt ngay. Ai? Ba báo đâu? Nó đi ra mặt rồi. Kêu ông ba báo chứ kêu ông sơn đi ra ngoài. Trời ơi. Mặt ta không lấy mà người ta chạy không. Thôi người ta đục con mẹ. Thôi con đi vô vô mét vợ. Em vô cho vợ xài nè hai. Thôi. Em ơi. Mẹ nó sức gì mà. Nó chứ không có hết hàng đó mẹ. Kem này con mới nhập về từ bên Campuchia về nè. Trời ơi ông sức giờ rau ông trắng hết rồi. Đồ quả luôn. Cái này người ta sức mặt được mà mẹ, có sao đâu. Thì người ta sức rất lớn thôi. Kem này nó có độ trơn. Cái này nó phải dính rồi, dính chật rồi. Thơm à. Thơm, dính chật rồi. Mẹ đang xài con em của con là con trộn những mấy cái này vô nè. Ơi, chiều bẻ bông đu đủ đực bông tươi á, vô ngâm này nè. Ngâm làm gì? Tốt lắm á tiếp. Hò hay lắm á. Tôi có hò đâu mà uống. Thì ngâm để dành. Ngâm để dành tiếp. Với lại cái này á, dắt ra ba trứng luôn. Ba trứng là cái gì? Trứng nào cũng có hết. Cái gì nó? Thì bệnh gì nó cũng trị được đó. Là ba trứng hả? Ừ. Nó có trị bệnh là biết không? Có luôn. Ngâm bông luôn đủ được uống nó là tốt. Được thì tôi thấy ta ngâm dữ lắm mà không biết bệnh gì thôi. Người ta uống thò. Ngâm đủ thứ hết á mẹ, cái này ngâm cái gì cũng được. Cái lấy cái xác này ra. Cái riêng cho tôi ngâm cái này lâu lắm mới có một đợt chứ không phải có hoài đâu á. Để vậy chứ mất gì nè. Đau lấy cái mặt ra cái sáp để lại mai mốt mình có đau họng ấy gì mình két. Ở đèn nữa đồ mình. Cái này mẹ mình ngâm tỏi mình ăn cũng đẹp da đó nè. Mỗi bữa sáng mình ăn một tép á. Thôi nhắc cái bà nội luôn. Nhiều người ta ăn được rất là đẹp da luôn á, bò nếm á. Cái này ngâm với tỏi. Ngâm ai bữa nào ngâm ăn ai? Tỏi nhỏ nhỏ nha, tỏi thơm á chứ không phải tỏi bự. Tỏi ngâm mật ong hả? Ngâm mật ong. Rất là đẹp luôn á. Ngâm mẹ chị ba chín mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.